Rồi, chào quý vị và các bạn nhé. Đây là một cái ngôi quan hẻm ở Sài Gòn các bạn ạ. Đây là hẻm trong một cái khu chợ rất là nhỏ. Lối đi vào chợ Nhật Tảo các bạn. Bán kéo đó, con gái đi nè. Có búa trời. Đây, chúng ta đi ra đây là dàn chợ các bạn nhé. Tôm nó nhảy ra ngoài như này. Thank you.
chợ bây giờ đã đỡ đông hơn một hồi sáng rồi quý vị. À, bây giờ cũng là qua 11 giờ thì cũng vắng hơn. Đàn thì nổi rồi nhưng mà không được. Đây mình vừa bán cái tiêu mà còn hạt trong bộ, à tiêu mà chùm đấy. Chùm mà còn xanh. Giờ tầm trưa rồi nên là mọi người bắt đầu dọn hàng để đi về rồi các bạn ạ. Sao trái bé sầu riêng nhiêu tiền ký chị ơi? Cái kem đi vô đây hơn 3 lạng. Nhiều nhiều mình ăn. Sao nó sắp chạy tưng tưng luôn á.
Dạ. Để hôm sau không dễ cho. Cảm ơn. Đi. Bán đồ ăn.